và vị trí chúng ta sẽ là nhì bảng. Đánh đâu? Bình Dương đã hạ đội Hà Nội rất mạnh, khi đó đã vô địch V-League. Bình Dương. Đây là hình ảnh lần đầu xuất hiện tại xem đấy. Trước đây chỉ thấy ở sân Mỹ Đình thôi. Hồng Duy rất thuận lợi, bình tĩnh. Tiền Park Hang-seo đã khiến cho Quang Hải bị thiệt thòi khi liên tục được xếp ở vị trí tiền vệ trung tâm. Rất nhiều ý kiến. Phan Văn Đức sút bóng. Ở trận đấu ngày hôm nay, nhưng đến bây giờ thì cầu thủ màu số 20 của Việt Nam mới thành công.